Là thùng giấy Pons chuẩn bị gửi hàng đi cho khách nha. Đây là giấy thơm Pons của Mỹ nha cả nhà. Tuy sản xuất ở Canada nhưng mà mình nhập từ Mỹ về ha. Và một lốc như thế này thì có 2 hộp nha. Nhà nào có máy sấy nóng thì chúng ta sẽ sử dụng cái giấy này cực kỳ tốt luôn. Tức là cho vào trong máy từ 1, 2 hoặc 3 tờ tùy vào cái lượng quần áo mà chúng ta mang đi giặt ha. Và cái độ thơm của giấy ở trên quần áo thì tùy vào cái môi trường của chúng ta sử dụng quần áo và chúng ta bảo quản tốt hay không. Cho nên một số bạn cứ hỏi mình là giấy được thơm được bao lâu thì mình không trả lời được điều này nha. Mỗi người sử dụng mà chúng ta sẽ cảm nhận được ha. Và nếu mà nhà nào không có máy sấy chuyên dụng thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái giấy này cực kỳ tốt. Tức là chúng ta có thể bỏ giấy vào trong tủ quần áo, tủ giày dép, vali hoặc là bất cứ nơi nào mà chúng ta thích cái mùi giấy này tỏa hương thơm thì chúng ta bỏ cái giấy vào đó ha. Không nhất thiết là phải có máy sấy nóng. Nhưng đây là giấy thơm để sử dụng cho máy sấy nóng. Do đó nhà ai mà không có máy sấy nóng thì chúng ta không sử dụng để giặt nha cả nhà. Chúng ta chỉ sử dụng để ướp hương thơm thôi ha. Và cái lượng giấy mình cho vào thì mỗi người sẽ tự canh luôn. Tức là chúng ta sẽ bỏ vào tầm 1-2 tờ. Nếu chúng ta cảm thấy quần áo chúng ta đủ thơm thì chúng ta sẽ sử dụng như thế. Còn nếu chưa thơm thì chúng ta sẽ cho nhiều hơn. Hoặc là thơm nhiều rồi thì chúng ta sẽ bớt giấy đi ha. Hàng lên đường. Ai đặt hàng thì liên hệ với shop nha.